Chào các bạn, mình là Đạt và bây giờ mình sẽ tiếp tục một bài hướng dẫn xem cộng nữa. Và bây giờ mình sẽ nói về con trỏ và mãn. Thì bài trước mình đã nói về mãn đúng không? Bài trước là mình nói về con trỏ đúng không? Bây giờ mình sẽ nói là mối liên hệ giữa con trỏ và mãn. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái mãn kiểu integer, mình gọi là mãn một chiều đi. Đó, mãn gọi là mãn một chiều. Thì mãn một chiều là sao? Mãn một chiều là mãn hôm giờ mình hay làm á, là mạng có một cái như thế này, mạng thế này gọi là mạng một chiều, nó chỉ có một phần tử bên trong thế này và ghi là ba, nghĩa là mạng có ba phần tử. Thì bây giờ mình sẽ ghi cái giá trị của nó là 1, 2, 3, thì đây chính là một cái mạng một chiều. Thì mạng một chiều mình liên quan gì với con trỏ? Thực tế thì mình, các bạn đã biết là con trỏ là một cái biến mà đã chứa địa chỉ của một cái thằng khác đúng không? Thì cái mạng nè, cái mạng mình đã hôm bài trước mình đã nói cho các bạn là cái mạng nó bao gồm là nhiều phần tử, mỗi phần tử nó có một giá trị, đồng thời nó có luôn cái địa chỉ của nó trên RAM đúng không? Vậy nó có địa chỉ là con trỏ nó có thể trỏ tới được. Bây giờ mình thử mình làm một con trỏ. Dĩ nhiên con trỏ nó phải là cùng kiểu với lại cái giá trị mình muốn trỏ tới. Thì bây giờ mình có một cái mảng là mảng integer, thì con trỏ nó muốn trỏ tới thì nó không phải là kiểu integer. Thì mình có một con mảng, một cái mảng integer thì cấu trúc của nó là integer sao? Nghĩa là con trỏ integer. Đấy, như thế này. Và khi mà mới tạo ra thì nó chưa có một cái giá trị nào hết, thì cái compiler sẽ cho nó một cái giá trị là giá trị default đúng không? Thì mình sẽ cho các bạn thấy giá trị default luôn, sẵn sẵn tiện mình cho các bạn thấy giá trị default của con trỏ. Thì như thế này, con trỏ nó vẫn không XCCC, đó, cái giá trị của nó là như vậy. Và nó sẽ trỏ tới cái không XCCC như thế này thì có vẻ là nó cũng không ổn. Giống như bây giờ mà bạn tạo ra một cái biến là biến in y đi, thì y nó sẽ gán bằng không biết CCC, thì giá trị đó mình cũng không biết là giá trị ở đâu ra. Còn con trỏ cũng vậy, con trỏ mình mới tạo ra nó sẽ gán là không biết CCC, mình chả biết cái CCC này có cái giá gì trong đó. Không nên để như thế này, mình nên gán nó bằng không để biết là nó đang trỏ về một cái giá trị không, là giá trị mặc định. Thông thường là hay trỏ về không lắm, nghĩa là giá trị đó là giá trị mình nhìn vào về không là biết a thằng này nó chưa trỏ vào đâu hết, nó gọi là trỏ về null đó, trỏ về không. Thì mình hay thích như vậy. Và tiếp theo mình sẽ nói là ok, mỗi giá trị của cái mảng là giá trị là mảng một chiều không, mỗi giá trị một chiều một hai gì đấy thì nó đều có một cái địa chỉ, thì mình thử mình gán tới nó thì có đúng hay không ha. Bây giờ mình lấy cái con trỏ integer này, mình sẽ gán bằng cái địa chỉ của cái mảng một chiều, mình sẽ lấy giá trị thứ hai, cái bằng hai là giá trị cuối cùng á. Ví dụ như thế này, mình sẽ nhắc lại trong trường hợp các bạn bị quên. Thì như thế này, thì cái số này nè là địa chỉ không nè, đây địa chỉ một nè, và đây cái một chỉ một của nó là hai, thì mình ghi số 2 này sẽ lấy được số 3, nên lấy được cái. Bây giờ mình sẽ thử thế này, cl đầu tiên mình sẽ ghi là cái mảng một chiều, mình sẽ ghi ra giá trị của số 2, đồng thời là mình ghi ra cái địa chỉ của cái mảng một chiều này. Cái người số 2 tiếp xuống hàng ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó đúng, rồi mình sẽ lấy ra cái thằng này địa chỉ của cái mảng một chiều. Hôm trước mình đã nói một lần rồi, thì cái dấu và là lấy ra cái địa chỉ của một cái biến, thì cái này là mình lấy ra cái mảng một chiều hai đúng không, mình lấy ra cái địa chỉ của nó. Rồi tương tự như vậy, mình sẽ ghi cái mảng vào, thì cái mảng ở đây mình sẽ ghi như thế này, nhìn như thế này, cái này đúng chưa? Thì bây giờ mình, nếu mà mình muốn lấy ra giá trị của một con trỏ, giá trị mà cái ô nhớ mà nó trỏ tới á, thì mình phải dùng cái dấu sao này, dấu này đó. Thì cái này nó, cái phép toán là phép toán sao này sẽ lấy được cái giá trị, nó lưu trữ lại cái vị trí mà nó có con, cái mà con trỏ đang trỏ tới. Bây giờ mình các bạn chờ tí, mình sẽ lấy cái hình hôm trước ra. Đây, trong trường hợp các bạn quên thì cái phép toán mà này nè, phép toán sao nè, nó sẽ lấy ra số 5 là cái giá trị mà cái vùng nhớ nó đang trỏ tới. Ví dụ như pointer là đang trỏ tới khô ông XFE, thì khi lấy cái sao ra, sao pointer nó sẽ lấy được số 5 này. Thì tương tự cái này nó sẽ lấy giá trị tại cái ô nhớ là 2, ô nhớ 2 tức là giá trị bằng 3 này, nó sẽ xuất ra số 3. Và cái là cái con, nếu mà không dùng cái dấu gì hết thì sẽ xuất ra cái địa chỉ tại cái ô nhớ là trỏ tới. Thì trong trường hợp này nó sẽ trỏ tới cái ô nhớ xem nào. Đặt cái ô nhớ của cái thằng hai này, thì bây giờ mình sẽ chạy thử cái thằng này ha. Các bạn sẽ thấy là cái địa chỉ của nó là tương đương nhau, giá trị và địa chỉ nó đều tương đương nhau hết. Các bạn xem ở đây là ba ba và địa chỉ nó ngang nhau, thì có nghĩa là cái con trỏ này có thể trỏ được tất cả mọi phần tử của cái mảng này. Thì mình sẽ thử như thế này đi, bây giờ mình sẽ bỏ thằng này đi và mình sẽ để thằng này là không,
rồi mình sẽ copy cái thằng này và mình sẽ tuần tuần tự mình sẽ gán, mình sẽ lấy là cái con trỏ này nó sẽ trỏ tới cái mảng cái địa chỉ 0, địa chỉ 1 và địa chỉ 2 của cái mảng một chiều này, và tuần tự mình sẽ in ra là cái giá trị mà tại cái ô nhớ đó, đồng thời mình in ra cái địa chỉ tại ô nhớ đó thì mình sẽ in được 123 dĩ nhiên. Rồi, in ra là 123 cộng với là 48C thì đây là địa chỉ ở dạng hexa, thì mình sẽ chuyển cái địa chỉ nó dạng thập phân á, dạng hệ số 10 các bạn nhìn cho nó dễ. Ra là cái hệ 8 thì nó dùng để hiển thị cái vùng nhớ, nhưng mà mình vẫn phải chuyển hệ 10 để coi nó dễ hơn. Mình thấy là 2048 nè, đấy thì địa chỉ của nó là như vậy. Rồi, đây các bạn đã hiểu được cái bản chất của con trỏ và cái mảng đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nói thêm một cái điều thú vị nữa. Đó là bây giờ mình nói về con trỏ không nè. Con trỏ không là cái vị trí đầu tiên của cái mảng đúng không? Thì vị trí đầu tiên của cái mảng là cái gì? Là bản chất là cái mảng luôn á. Vị trí không này nè, chính là cái địa chỉ của vị trí không này, chính là địa chỉ của cái mảng. Như vậy có nghĩa là sao thầy? Đây mình sẽ cho các bạn xem một cái tấm hình như thế này. Địa chỉ của cái mảng mảng A nè, thực chất là địa chỉ của cái ô A0 là địa chỉ của giá trị đầu tiên của nó. Mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là cái địa chỉ của ô A0 bằng chính cái địa chỉ của cái mảng này. Thì thay vì mình lấy cái địa chỉ mảng một chiều, mình sẽ lấy như thế này. Mình sẽ lấy là cái địa chỉ của cái mảng thôi, mình không lấy địa chỉ mảng một chiều thôi, mình không có lấy cái reference. Mình sẽ ghi chính xác như thế này, mình không lấy cái dấu và này mà mình không thêm cái này luôn. Thì mình sẽ lấy cái này, thì chính xác cái mảng một chiều như thế này là một con trỏ. Thì các bạn muốn biết chính xác thì mình sẽ bật các bạn cho các bạn thấy luôn, nếu mà build ra thì thấy. Đây, ok, các bạn thấy không? Một địa chỉ bằng nhau, tất cả mọi thứ bằng nhau. Trong khi hai cái mình gán nữa không? Một cái mình lấy là địa chỉ của phân tử đầu tiên, mà một cái mình chỉ lấy mảng một chiều thôi. Thì mảng một chiều đây chính xác là một con trỏ. Được chưa? Mình cho các bạn xem lại cái hình. Thì cái địa chỉ đầu tiên của cái mảng là A0 này nè, nó tương đương với cái mảng này. Thì hai thằng này, thì cái mảng này nè, cái chữ A này không nè, hoặc là cái chữ mà mảng một chiều đây không nè, chính là một con trỏ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ subscribe cái channel của mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn.